Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty trầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ trầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đeo tay mắt khúc 12 ly dành cho nam, mít với bi vàng 18K và trăm tỳ hưu vàng 24K. Bên công ty trầm Hương Nguyễn sản xuất trầm zin 100% không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Trăm tỳ hưu mang ý nghĩa chiêu tài lộc bình an, mang đến sự may mắn trong công việc. Mang ý nghĩa trừ tà, xua đuổi những nguồn năng lượng xấu tiếp cận với gia chủ. Bên công ty trầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới và mít trăm vàng 24K và đá thiên nhiên theo yêu cầu của khách hàng.